Hai con ơi, nó đang to thì mình chụp kia. À thế. Nó đang to nó chụp kia. Nó mà lại chụp kia xong rồi kì. À cái con ba tôi cũng nắp của nó rồi. Thì dùng một tô bó thì nó cắn bằng à. Thì mình à ôi do thế rồi. À tôi chưa có gì lẽ. Thì cái này chụp kia, lúc đó mình có là con nhó. Ở lúc nào thì con chỉ là dạng nó được khoảng kìa. À chẳng đâu có cố thì cái dạng của chị nó đấy kì. Thức quan trọng. Tao lưu chưa chết hỏi rong chưa tao chưa 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 Ừ, có mất số đấy giờ happy birthday được con mà. Happy birthday luôn. Nhà happy birthday. À, nói gì mà ba? Lúc xưa có cho mình chơi về kéo rồi lọ. Để kéo cho mình chơi về gì mà mình nghĩ sao? Ừ lọ, chơi không à? Xin lỗi, tao đặt tốt son đông á. Tao đã kêu chết lò nữa, tao tới một đồng. Một tí kêu chết phải nè. Tao kêu chết lò này chết ta, tới một đồng tí kêu chết phải nha. Một tròn đồng nhật chả nó kêu kêu chết lò nè. Điều một đồng để chạy lưu chen điểm có bó tí à. Kêu chết à, chết lò nè dọc. Thì mà đi chạy chết lò một đồng bó, bây giờ phán bằng nè. Chỉ đó lưu chen này tuyệt tà xu là tuyệt tà xu thế nè. Nói gì tốt ra để cho à to chết thì lâu đó chẳng đâu mà cú tiệt tiệt đó để xin nói gì cô tốt ra đó là à kiểu chết thì lâu rồi là cô giống cái gấu cô vừa tao biết tan thò nè chết chết thì lâu nó tiệt tiệt này do ít pí này cho nên bé xèn nè kỳ cần gấu thế nó muốn nó lủng phẳng bằng gì nhà bé sẵn kia ra một cái nhanh cô tua cháu cần cầu gì nữa cái nhanh kia cô tôi nhớ là chờ tỏ nó này chống cực kia nữa ba chai chơi chỉ lòng đó bó bị ủ chứ nè cái này mà tôi chống sắp tới lý nè cái này nó tại dầu rơi tỏ nó tỏ chế tỏ số mông chỉ mù chứ nè cô mua nên giờ thì chờ nó thế nữa lý à là chết pi là nó muốn nói cho nên nhát sao tao nói gì làm ba là tọt pi xí nè ba mù tao có cái tê có tê ba tê là lấy là chết chết xí lâu nó muốn nói cái tên này là nhóc nó tao chúng cần gọi đi thế nè bây giờ tao lấy sờ mù nó chẳng đâu mà cố để tiền đi cha để xin nói gì tao tao hết cho cái kiểu mồ nó có thể mồ cái sừng nó nó biết mồ cái nào sừng cái nó dùng mồ đó làm phẩm bàn nào tôi mồ ra đâu có biết nào sừng nó chỉ gà là cho sau chỉ nào nó gà là cho sau nó chỉ dùng ba mồ là sừng nó sừng nó chỉ cho trong này cô bắt to nó họ lúc chuyện nào họ to chuyện nó chỉ trong tiền nó được qua từ cái lỗ chim là thia trong sắp đời đi thia ít tiền là sử dụng một cái sổ chế sử dụng một lít chảo mỗi tiền một lít mà để dành góp cho nên tôi sẽ chế dạo dùng một lít chảo nữa chảo một sáng sổ chế 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 ra sổ một hoàn cho được ở cho cùng đại cái tụi tí nói à chảo trung là chảo đầu thì chéo rồi chảo tính năng to mà chế chế chảo lâu đó chảo trung đó nè ít tiền là chảo năng đã tập ít lâu rồi chảo nó nữa chảo nó chỉ
nên đã tỏ lòng yêu rồi, yêu mà lòng yêu mù, à, chơi 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 lâu thế đó, lời cũ cũ không sắp rồi thế nào, sao tận nay giờ khó lũ tung hoa rồi, giờ tiến lên lò rồi cua giống cần còn gì nào, sao nó chỉ chuẩn đủ chỉ cua gì thế nào? Cái nó chỉ đổ giống sắp rồi thế nào? Xin nó nữa nàng to dòng tết trông to nó cũng nghiêng gồng nó nên mà trông của linh nó nữa dù mù đây chơi chuyện lâu chuyện nên trông của linh nó là sát thì nó là trông kia lên chưa cũng cần cầu nữa đi lúc chơi nhọc của làm để cái sát tầm nó lúc chơi làm để nó sát tầm nó mà phải tính nên mà trông thì kia lên thế nào sát tầm nó chơi tính nên lò liên cái nó lúc chơi chuyện lâu nhọc của làm để nó sát tầm nó thế chỉ trông cứ cầu linh nó sao tao nói cho nên cái lo cho chúng một đi nó thế á sao thì nó cho tin năng ở lo dòng xử lý do ba mù à về chơi chuyện lâu đó thì nó cho tin năng lo chúng kinh khủng yên ra phải chống cho nên sẽ tiết trời có xí nào thì bây giờ muốn cũng chỉ chúng một chống kia sau là chỉ nhờ tiền lo thì muốn đâu xí nào để chơi một đi nó nè chúng ta là chỉ tin anh phụ gương gòn đó ít tiền đó chị sao bé mùng chỉ tin anh hiểu ba mùng thế nào sao chơi một tài sản nọ nữa cho nên đó tao đi và một tài trong mai dụng mùng đó cho nên chị bác không được bây giờ thế nữa tài sản nên mà chúng thiệt tiền sợ gió của lần thế nào tài sản nọ chỉ cho nên chỉ chúng thiệt kia liệu sợ đại đất tổng ba mùng giờ nữa sợ đại đất tổng ba không ba mùng giờ nữa chuẩn bị bây giờ nào nó cái một kia nè nó chỉ tê dòng mồm chứ nó chỉ nó chỉ cho nên ta tỏ là gặp tiểu mồm đó tiểu mồm gặp cái chê dòng ma mồm chết chê chứ nè anh chúng của nó đó cho yêu của lăng nữa nên cái chúng kia là chặt chiều y liều như đủ có tao nó qua pi nè thì sao lại chặt tao yếu mua giờ pi cho là một qua giống nè mà đi mù nè thì sao nói thì cho nên tao tầm ba mù nữa nên sẽ tiết chiều nó sát tao nó chúng kia đi nè giờ là sợ liên chiều tao nó lại qua pi bó tao không mà tao chỉ do là một trâu lúc chế nè thì sao chỉ do ban cầm trâu chế nên chúng của đi nó nè cho ở bên bờ lăng á, lúc chơi chỉ lâu để cho sáng tiền nó là, lũ à bỏ nhất không em cho sáng tối, một cái bao bên tay chơi là tiền nó ít rồi rồi nó sẽ nó, còn lại cái thứ rồi chứ, anh nên sáng tiền nó chỉ lấy cô chuyển ba tất tài cho lo giờ thì anh chúng thì kia chỉnh chú ý cho, xử lý rồi có thì chúng thì nó là mình chúng thì chưa, lúc chơi này chỉnh chơi ô xa này chỉnh chú ý xa nhá rồi có số nó thế, lúc họ trông tưởng nó sát to thế nào. Yêu ba một đôi bể có bể lồng phan bảo nè giờ bể mùa kia đâu có bể nè từ kia tốn ra ứ mùa kia nè ứ cô mùa hoa lửa cả bác quần bể nè xin nó ba mùa nữa bắt đầu mùa đôi bể dây chế lọc kèo ngọt thế ạ chế ta phải giúp tờ nè giúp kia này dây chế tờ cho tiến hình ta tờ nè nhau nó thần trò thế nè chúng tôi chơi tập cái mùa nào chúng tôi tiêng sao giờ chơi chơi tao nói chơi lại chia lại chia chứ nó chúng sắp tới nè cái gì rồi đấy lúc trong tì đọc ba chứ nó lúc chơi này chơi chơi này chơi lúc tao hùng kia đọc ba đọc quá thì nó chơi lúc chơi này chơi kia đọc ba chứ đầu tiên anh chơi rồi sao nó đâu biết chứ chỉ lúc chơi cô kia đọc ba chứ nè chơi giờ trong chơi dù chơi lại tì tao ổn đây nè chúng nó tao một nó lồng bằng giờ lấy thì ó xuống mông dưới trò kia nè ở biển chặn nó mù nè chúng nó nữa bé cô tốt sân đồ lồng văn bằng nè cho tí này tắt phòng đi lời ở chứ bé cô bị chết chỉ lo sổ lúc chuyện nó lo mù đâu không nó thế nè chúng nó chỉ bé cô lọt sao lại chết gì cho nên tắt phòng đi chết tan trò chứ
你说中国人嘛，就多多看了看房子呐，看房子中间还是中国的家里呐，那里嘛就好多人嘛，就很热情呐，是那就在今年刚到老王帮的，啊，有在吹木瓦木吹家，啊，装个浪里木瓦木吹了古木那样，但是上到就不要能走的强到去呐，不怕就上了就能走的条的里了，你总跳的老毛须要是。我被蒙的出了老天呀，是那个一个多钟多钟呢，哎呀，老毛烧好了一边了嘛，你多倒一亩多倒就好了呢。我叫那呢，我叫的那个老的，为小车进了老的老娘好那当，是你姑妈车装那要做给老呀，啊，吊姑要装多半的啊，勉强多的呢，就装了几姑妈车拉去。拉木木了，拉哩那呢？这啊，得叫那啥，不木木鸟哩，这呢？光拉哩拉是钓古蒙古鸟的，得上我的得这呢？上来做几拉啊？木到啥人家呀？我的啥呀？啥木到啥人家呀？做几家？这是要那钓要做几拉呢？上来就吹就东出来哩，这啥龙凤棒呢？就用个根过哩，这呢？你给我动哈！用力的车啊，不得被这样。你过去用力的车啊，山东的东边站来的爹呢？我中午哈，我中间中午啊，真的呢。我们去老铁的电脑啊，就中跟过里的呢。这车呢，这贵啊，叫啊多大的能实力哟？啊，多大的能耶？有木多的爹呢？这有木伢子来接来偷有木呢？是姑娘那就一边了嘛，你老倒呢？你见那就中间中脚就中国的爹了呢？你这边呢？你这样了，我靠，车就老那样，你爹又要老母车就老到边那了。